Xin chào Thánh, hoan nghênh và chào mừng quý bạn chị em về đây buổi sáng hôm nay để chúng ta cùng nhau ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa. Chúa thật tốt lành với chúng ta và Ngài đã ban phước trên đời sống của chúng ta một cách hết sức đặc biệt. Chúng ta ngợi khen Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng tôi cũng xin hoan nghênh và chào mừng quý đệ tớ con cái của Chúa ở khắp nơi cũng vào để thờ phượng Chúa với chúng tôi trong thời này, thì giờ này và những giờ sắp đến. Chúa ban ơn trên anh chị em, Chúa ban ơn trên quý vị để Chúa Ngài tiếp tục sử dụng chúng ta để làm một ngọn cờ cho các nước, cho thế giới biết rằng chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời toàn năng và họ cũng có thể kinh nghiệm được Ngài ở trong đời sống của mình, ở trong ơn của Chúa. Ngợi khen Chúa, xin chúng ta chuẩn bị lòng của mình để ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa trong thời giờ này. Vậy xin mời Hội Thánh cùng đứng lên và chúng ta cùng nghe Thi Thiên 98 nhắc nhở chúng ta ca ngợi quyền năng và sự công chính của Đức Giê-hô-va. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, vì Ngài đã làm các phép màu. Tay phải và cánh tay thánh của Ngài đã đem chiến thắng về cho Ngài. Đức Giê-hô-va đã công bố sự cứu rỗi của Ngài và đại bày tỏ đức công chính của Ngài trước mặt các nước. Ngài nhớ lại lòng nhân từ và sự thành tín của Ngài đối với nhà Israel. Các đầu cùng đất đã thấy ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va và bật lên khúc ca chúc tụng Ngài. Hãy dùng đàn hạc và giọng ca mà tôn ngợi Đức Giê-hô-va. Hãy dùng tiếng kèn và tiếng tù và mà reo mừng trước mặt vua là Đức Giê-hô-va. Quyền biển và mọi sinh vật ở trong biển, thế giới cùng những người sống trong đó đều cất tiếng ca vang. Nguyện các sông vỗ tay, núi đồi cùng nhau hát mừng trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đến để phán xét thế gian. Ngài sẽ phán xét thế giới theo sự công chính và xét xử các dân tộc theo lẽ công bằng. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được phước và kinh nghiệm những dấu kỳ phép lạ, những công việc quyền năng mà Chúa Ngài làm trên đời sống của chúng ta. Trong sự gìn giữ, bảo vệ, trong sự chu cấp, trong việc Chúa Ngài đổ ơn xuống ở trên đời sống của chúng ta. Có những điều mà chúng ta nghĩ rằng không thể xảy ra được. Chúa, Ngài đã can thiệp và Ngài đã làm cho việc đã xảy ra một cách dễ dàng ở trong ơn của Chúa. Có những điều mà chúng ta đối diện với thật khó, thật lớn trong sự suy nghĩ của chúng ta. Nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài can thiệp và Ngài làm những công việc lạ lùng, khiến cho chúng ta kinh nghiệm Chúa một cách phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Nên giờ này chúng ta dâng lên Chúa buổi nhóm lại, cũng như chuẩn bị lòng của mình để chúng ta cất tiếng hát ngợi khen Chúa như lời của Chúa nói ở tại đây. Đó là chúng ta hãy cùng với cả trái đất cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va và bật lên khúc ca chúc tụng Ngài. Cảm ơn Chúa. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì một tuần lễ phước hạnh mà Chúa Ngài đã ban cho chúng con. Từng ngày, Chúa Ngài cho chúng con được bước đi với Chúa, kinh nghiệm sự hiện diện, kinh nghiệm phước hạnh của Chúa trong đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa vì sự chu cấp của Ngài. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài đã tuôn đổ xuống trên đời sống của chúng con. Nhất là Chúa cho chúng con được ơn trước mặt Chúa và trước mặt mọi người, để chúng con có thể sống, chúng con có thể làm việc, để chúng con có thể tiếp tục tôn cao Chúa ở trong đời sống của chúng con. Như là Đức Giê-hô-va Nissi, một ngọn cờ đắc thắng, luôn bay một cách phất phới ở trên đời sống của chúng con. Để mọi người nhìn thấy và biết rằng chúng con thuộc về Chúa, chúng con là chiên của đồng cỏ Ngài. Chúng con là những người được phước vì có Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời toàn năng, đấng tự hữu hằng hữu, là Đức Chúa Trời của chúng con. Và chúng con có Chúa Giê-xu Christ, Jehovah cứu, ở trong đời sống của chúng con, đã cứu chúng con ra khỏi tội lỗi, ban chúng con một đời sống mới, trong sự phục hồi, trong sự phước hạnh mà Chúa ban cho. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã bày tỏ ơn quyền của Ngài trên đời sống của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa. Lạy Chúa, xin giờ này, chúng con mời Chúa đến, ngự giữa những tiếng hát ngợi khen này, và ban phước trên chúng con bằng chính sự hiện diện của Ngài, Đức Chúa, để chúng con sẽ chiêm ngưỡng công việc của Ngài. Chúng con được dạy dỗ, nhắc nhở về thành tích của Chúa, thế nào Ngài luôn luôn thắng trận,
và bởi quyền năng của Ngài, Ngài ban cho chúng con sự đắc thắng ở trong Đức Chúa Jesus Christ, để cuộc đời của chúng con cũng tràn đầy phước hạnh bởi sự đắc thắng mà Chúa Ngài đã ban cho chúng con. Để những trận chiến trong cuộc đời của chúng con luôn kinh nghiệm được sự đắc thắng trong ơn của Ngài, ban phước và sử dụng đời sống của chúng con để luôn tôn cao Chúa. Những lời làm chứng từ cuộc đời của chúng con sẽ thu hút nhiều người đến với Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Tặng Chúa với chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va và bật lên khúc ca chúc tụng Ngài. Hãy dùng đàn hạt và giọng ca mà tôn ngợi Đức Giê-hô-va. Hãy dùng tiếng kèn và tiếng tù và mà reo mừng trước mặt Đức Giê-hô-va. Nguyện biển và mọi sinh vật trong biển thế giới cùng những người sống ở trong đều cất tiếng ca vang. Hallelujah. Chúng ta cứ tiếp tục đứng tôn vinh Chúa trong thời giờ này một cách lớn tiếng, một cách mạnh mẽ, để bày tỏ ra lòng chúng ta biết ơn Chúa và tôn thờ Ngài trong mức độ nào. Hallelujah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng ta hát kìa chẳng ai thắng ngài, kìa chẳng ai thắng.
Cha là nguyện
cha đến mà ý cha xuống lên ở đây như ở trời. Thánh Linh Chúa cha đổ đầy trên con, chúng con khắp khán ngài nước cha.
con yêu Ngài. Chúng con tự hào được làm con của Vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Chúng con yêu Ngài, Chúa Ngài của chúng con, Ngài xứng đáng được nhận hết những lời ngợi khen tuyệt vời nhất. Chúng con yêu Ngài, chúng con không có từ ngữ nào diễn tả hết được sự biết ơn và tình yêu của chúng con dành cho Ngài. Xin Chúa Ngài mở tấm lòng, mở tai, mở mắt của chúng con để chúng con đón nhận lời của Ngài buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Mời hội thánh an tọa. Cảm ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa Ngài đã làm và đã ban cho đời sống của chúng ta. Biết ơn Chúa. Trong thời gian này chúng ta bước sang phần dâng hiến, là cơ hội để chúng ta chẳng những dâng cho Chúa những tiếng hát trong khi chúng ta thờ phượng. Tấm lòng của chúng ta, trong lúc chúng ta hạ lòng của mình xuống và tôn cao Chúa, thờ phượng Ngài. Và chúng ta cũng dâng hiến tài chánh. Đây là những tài vật mà chúng ta có thể dâng lên trước mặt Chúa và xin sự ban phước của Chúa trên đời sống của chúng ta. Vì Chúa, Ngài đã ban cho chúng ta và Ngài muốn chúng ta quản lý các thứ ơn của Chúa một cách tốt đẹp ở trong ơn của Chúa. Cho nên chúng ta tin rằng Chúa Ngài muốn thấy chúng ta quản lý tốt những gì Chúa Ngài đang giao trong tay chúng ta. Để rồi Chúa có thể tin cậy và giao cho chúng ta coi sóc những việc lớn hơn. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn sự trung tín dâng hiến của các anh chị em ở trong những ngày qua. Giúp đỡ cho chúng tôi tiếp tục ở trong mục vụ của VBC Houston ở tại đây. Để chúng ta tiếp tục sống với và sinh hoạt với khải tượng mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Yêu Chúa, yêu người, khám phá mục đích và cùng nhau chúng ta thay đổi thế giới. Cảm ơn Chúa vì những cuộc đời được chạm đến bởi sự dâng hiến của anh chị em. Các chương trình truyền giảng được tổ chức ở tại Việt Nam bởi sự dâng hiến của anh chị em, yểm trợ của anh chị em. Các phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho những trẻ em trong cô nhi viện được giúp đỡ vì sự dâng hiến của các anh chị em, mà chúng ta có cơ hội để dự phần vào. Và như chúng ta cũng chuẩn bị tiếp tục làm nguồn phước cho những gia đình có con sanh sớm ở tại khu trung tâm y khoa, bởi sự dâng hiến yểm trợ của anh chị em có thể giúp đỡ cho họ phần nào để những thời giờ mà họ tại đó phải vật lộn tranh chiến với sự sống của con của mình, thì có sự yểm trợ của chúng ta bằng lời cầu nguyện cũng như là những cái nhu yếu phẩm cần thiết để họ có thể trải qua những ngày đó một cách dễ dàng hơn. Cho nên biết ơn Chúa vì sự đóng góp của các anh chị em, sự dâng hiến của anh chị em. Mình xin Chúa Ngài ban phước lại trên quý vị một cách dư dật luôn. Chúng tôi cũng nghe và ghi nhận một số con cái của Chúa ở tại Việt Nam cũng muốn dâng hiến cho công việc của Hội Thánh tại đây. Nếu anh chị em muốn làm công việc đó thì xin vào ở trong trang web của vbchouston.com. Anh chị em có thể dự phần dâng hiến, bởi vì chúng ta thờ phượng và phục vụ một Đức Chúa Trời đấng đã cho chúng ta những cái quy luật của sự gieo và gặt. Chúng ta gieo giống gì, chúng ta sẽ gặt lấy giống đó. Chúng ta sẽ gặt theo tỷ lệ chúng ta gieo. Và Chúa Ngài sẽ ban phước trên anh chị em. Anh chị em gieo cho sự phục hưng, Chúa Ngài sẽ cho chúng ta kinh nghiệm sự phục hưng. Chúng ta gieo cho sự chữa lành, tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ cho chúng ta gặt được sự chữa lành. Chúng ta gieo những hạt giống tốt hôm nay, chúng ta có thể ngày mai thu hoạch ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa để chúng ta trong thời gian này chúng ta cùng nhau dâng những tài vật này ở trong tay của Chúa. Và mời các con cái Chúa ở khắp nơi cũng như ở tại đây dự phần trong sự dâng hiến, chúng ta có thể cùng đứng lên và một lần nữa chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Cha kính yêu, chúng con biết ơn Ngài. Chúa ban phước trên đời sống của chúng con, chẳng những để chúng con đủ dùng nhưng mà còn dư ra để làm các thứ việc lành mà Chúa Ngài dạy dỗ chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con được sống ở trong những ngày của phước hạnh, ở nơi mà
đời sống hàng ngày chúng con, từ việc làm cho đến sinh hoạt, được ở trong sự phong phú. Chúng con biết ơn Chúa và chúng con không quên những người thiếu thốn, những người cần được giúp đỡ, mà chúng con dâng hiến ban cho ra. Và xin Chúa Ngài ban phước ở trên anh chị em chúng con một cách dư dật càng hơn, để chúng con lại có và chúng con dâng hiến, chúng con bố thí, chúng con cho ra. Xin ban phước để Hội Thánh chúng con lại mạnh mẽ càng hơn trong việc ban cho, trong việc chia sẻ những phước hạnh từ nơi Chúa, từ lời của Chúa, từ những ân tứ khả năng Chúa Ngài ban cho, cũng như tài chánh mà Chúa Ngài ban phước trên chúng con, để chúng con đứa phước của Chúa lại tuôn tràn. Chúng con sẽ thu hoạch những gì mà Chúa Ngài cho chúng con gieo ra một cách lớn hơn trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa đã được rao giảng ra, đã được truyền hình, truyền thanh. Xin Chúa Ngài khiến cho những hạt giống này cứ tiếp tục được kết quả ở trong ơn của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con dâng hiến buổi sáng hôm nay, mang những tài vật này về đây với lòng biết ơn Chúa và vâng theo mạng lệnh của Ngài. Xin Chúa Ngài vui nhận và sử dụng nó để làm sáng danh Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng với lòng biết ơn, với lòng mong đợi kết quả lớn lao mà Chúa Ngài sẽ cho chúng con chứng kiến, chúng con thấy được. Và chúng con tạ ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin mời anh chị em ngồi. Trong lúc ban thờ phượng đến nhận tiền dân, chúng ta sẽ có một vài thông báo. Không có gì bằng ở trong sự hiện diện của Ngài. Amen Hội Thánh. Cảm ơn Chúa đã đáp ứng với lời ngợi khen của chúng ta. Amen. Amen. Bây giờ chúng ta sang qua phần thông báo. Trước hết là chúng ta nhớ là trại mùa đông của Hội Thánh sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 12 đến ngày 1 tháng Giêng tại Huntsville, Texas. Phí ghi danh cho trại là 150 đồng cho người lớn và 75 đồng cho trẻ em. Phí ghi danh này là bao gồm chỗ ở và các bữa ăn. Cho những ai muốn dự trại mùa đông, xin vui lòng gặp tại bàn ghi danh ở tiền sảnh sau giờ thờ phượng. Nếu ông bà anh chị em biết ai muốn đi nhưng họ cần hỗ trợ tài chánh, xin cho ban ghi danh biết. Chúng ta hãy lưu ý rằng hôm nay là ngày cuối cùng để đăng ký. Nhưng như chúng tôi đã thông báo trong những tuần qua, Hội Thánh sẽ hợp tác với Bệnh viện Nhi đồng Texas và gia đình họ Quỳnh để nhớ đến baby Ezra Michael. Chúng ta cung cấp những hộp đồ dùng cần thiết qua đêm và chân cầu nguyện cho những gia đình phải ở tại NICU của Texas Children's Hospital. Cảm ơn quý ông bà anh chị em đã đóng góp với Hội Thánh để ban phước cho những gia đình đang gặp khó khăn. Chúng ta đã đặt hơn 80 túi và còn nhiều hơn nữa để lấp đầy. Hội Thánh mời tất cả ông bà anh chị em muốn tham gia để cầu nguyện trên những chân cầu nguyện gặp tại Connection Room sau giờ thờ phượng. Để khi những gia đình được tiếp nhận những chân cầu nguyện này, sự chữa lành siêu nhiên và sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ hiển lộ trên họ. Amen. Thứ sáu này là đêm Giáng sinh đặc biệt cho Hội Thánh. Xin ghi nhớ là lễ sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối. Và Chủ nhật ngày 26, chúng ta sẽ có 2 giờ nhóm lúc 9 giờ và 11 giờ sáng để thờ phượng và kỷ niệm Giáng sinh của Chúa Giêsu. Sau cả 2 giờ nhóm, Hội Thánh sẽ có những sinh hoạt ngoài trời và các món ăn nhẹ để cho cả gia đình cùng tỉnh thức. Xin lưu ý rằng Hội Thánh sẽ tạm ngưng các buổi cầu nguyện và học kinh thánh giữa tuần để các gia đình có thể có thời gian với nhau trong những ngày lễ. Chúng ta sẽ gặp lại với nhau vào tối thứ sáu. Amen. Lúc mấy giờ anh và anh chị em? 7 giờ, không phải 7 giờ rưỡi mà cũng phải không phải là 7 giờ 15, nhưng là 7 giờ tối. Amen. Amen. Chúng ta đến sớm để có chỗ ngồi. Và bây giờ kính mời Mục sư Quỳnh Quốc Khánh để ông chia sẻ lời Chúa. Hội Thánh hoan nghênh Mục sư. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta để chúng ta có thể
san sẻ ra. Chúng tôi rất là được khích lệ khi thấy sự đáp ứng của Hội Thánh trong việc chúng ta muốn làm một cái nguồn phước cho những gia đình khi họ trải qua những sự khó khăn. Mong Chúa chúng tôi biết là đã hơn 80 túi anh chị em đã nhận mang về cũng như dâng hiến về tài chánh để chúng ta có thể cho những gia đình có con sanh sớm ở tại Medical Center, đặc biệt là tại Bệnh viện Nhi đồng của Texas, Texas Children's Hospital. Và chúng tôi cũng khuyến khích anh chị em, nhất là các chị em có khả năng ở trong vấn đề thủ công, chúng ta có thể góp phần vào trong công việc làm những cái chăn, những cái mền. Nói thì nghe rất là lớn, nhưng mà vì các em sanh sớm đó, cơ thể của nó rất là nhỏ. Quan trọng đó là một cái miếng vải mà chúng ta sẽ gửi đến với các em bằng sự cầu nguyện và xin Chúa ngài ban phước để khi đắp ở trên các em thì sự sức giàu của Chúa và ân của ngài sẽ chạm đến thân thể chúng, thêm sức để các thân thể nhỏ bé này có thể được chữa lành, được vượt qua những cái thiếu hụt mà các em có thể sớm được xuất viện. Đó là ước mơ của chúng ta. Và chúng ta biết rằng mục vụ này đã được thực hiện trong nhiều năm qua bởi gia đình của Kimmy, con dâu Úc của chúng tôi. Và điều này đã đem lại phước hạnh rất nhiều cho rất là nhiều cuộc đời. Có những em bé mà vì cái tình trạng của nó nặng quá đến độ là cha mẹ đã bỏ rơi các em. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì có cái tấm lòng yêu thương và chăm sóc của những người quan tâm đến chúng. Mà gần đây nhất chúng ta thấy rằng có một cái reunion, và có những em đã 17, 18 tuổi trở lại để cảm ơn cũng như là dự phần vào trong việc dâng hiến và yểm trợ trong một vụ này nữa. Thì chúng ta biết rằng Chúa ngài đã ban phước và sử dụng một cách rất đặc biệt. Chúa ngài hứa với chúng ta những lời hứa. Khi chúng ta đưa tay ra để cứu giúp những người có cần, thì Chúa ngài sẽ ban phước lại trên đời sống của chúng ta. Vì chúng ta làm công việc mà Đức Chúa Trời ngài luôn luôn làm. Đó là ban cho, đó là phục vụ. Đó là phước hạnh mà Chúa ngài dành ban cho chúng ta ở trong ơn của Chúa. Và xin Chúa ngài ban phước lại trên anh chị em một cách dư dật luôn. Nhất là sau thời giờ nhóm, chúng ta có thể nán lại để chúng ta đặt tay cầu nguyện trên những cái phần quà này cũng như những cái chăn này để chúng ta gửi theo với chúng ta những cái món quà đó, lời cầu nguyện và xin sự sức giàu và quyền năng của Chúa đi cùng để làm việc. Cái chăn đó nó như là một cái vật thể, như là áo, như là khăn của Phaolô, như là phước hạnh mà Chúa ngài dành ban như cây gậy của Đức Chúa Trời được đặt để chúng ta thấy rằng nhu cầu được đáp ứng trong quyền năng của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tiếp tục loạt bài mà Chúa ngài đã ban phước cho chúng ta để chúng ta theo học. Chủ đề của chúng ta ở trong những tuần này, tháng 12 này, đó là những điều tuyệt vời về danh của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì danh của Chúa luôn luôn có những phước hạnh tuyệt vời cặp theo. Công việc của chúng ta là chúng ta cần biết danh của Chúa. Vì ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu. Cho nên chúng ta nhớ đến danh của Ngài. Và Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta xin ở trong danh của Chúa. Khi chúng ta nhắc Chúa về danh mà Ngài đã giới thiệu về chính mình Ngài. Vì danh của Chúa có một sức mạnh cặp theo. Đây là cách mà Đức Chúa Trời giới thiệu chính mình Ngài ở trong một lĩnh vực nào đó mà con người của chúng ta cần, để nhắc nhở cho chúng ta biết là Chúa của chúng ta, Ngài có những cái biệt danh. Người ta gọi Chúa hay là Chúa ngài giới thiệu chính mình Ngài. Khi chúng ta gọi đến danh đó, khi chúng ta đặt lòng tin Chúa qua danh đó, thì chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh mà Chúa ngài ban cho đời sống của chúng ta. Thi Thiên 23 câu 5 đến câu 6 mà chúng ta
đã học qua về Jehovah Rohi. Lời của Chúa nói rằng Chúa dọn bàn cho con trước mặt kẻ thù nghịch con. Chúa sức dầu cho đầu con, chén con đầy tràn. Thật vậy, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Jehovah cho đến lâu dài. Đức Jehovah Rohi bày tỏ công việc của Ngài. Một trong những điều Chúa Ngài bày tỏ, Ngài là đấng chăn dắt đời sống của chúng ta, đó là Chúa dọn bàn cho con trước mặt kẻ thù nghịch con. Cảm ơn Chúa. Phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho. Chúa sức dầu cho đầu con, chén con đầy tràn. Cảm ơn Chúa. Thật vậy, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ đi theo tôi. Và tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Chúa Ngài dọn bàn, Chúa Ngài sức dầu cho chúng ta, Ngài làm cho chén chúng ta đầy tràn. Đây là những hình ảnh của công việc mà Chúa Ngài làm cho chúng ta. Và Ê-sai 59 câu số 19, 18, 19 ghi lại cho chúng ta. Ngài sẽ báo trả mỗi người tùy theo việc họ làm. Các kẻ thù nghịch dù ở các hải đảo xa xôi cũng sẽ bị xét xử và đoán phạt xứng đáng. Câu 19. Nhờ đó, các dân tộc khắp thế giới sẽ kính sợ danh Chúa hằng hữu và vinh quang Ngài. Khi quân thù tấn công như vũ bão, thần Chúa đánh tan chúng nó. Ở trong bản tiếng Anh thì khi quân thù tràn lấn như cơn nước lũ, thì thánh linh của Chúa, thần của Chúa sẽ dấy lên một tiêu chuẩn, dấy lên một ngọn cờ chống lại chúng. Đây là phước hạnh mà chúng ta thấy ở đây. Để các dân tộc khắp thế giới sẽ kính sợ danh Chúa hằng hữu và vinh quang của Ngài. Thì chúng ta thấy rằng có những ngọn cờ được dương cao. Và tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ ban phước trên chúng ta để chúng ta có thể dương cao ngọn cờ đắc thắng của Chúa ở trên cuộc đời của chúng ta, trên gia đình của chúng ta, trên hội thánh của Chúa, để thế nhân có thể nhìn thấy mà kính sợ danh Chúa và vinh quang của Ngài được thể hiện. Cảm ơn Chúa. Sách Tô Ký chương 17 từ câu 8 cho đến câu số 16 là phần kinh thánh cho chúng ta thấy lần đầu tiên danh này của Chúa được thể hiện. Bây giờ quân Amalek đến khiêu chiến với Israel tại Rephidim. Môsê nói với Giô-suê, hãy chọn cho chúng ta những tráng sĩ đi chiến đấu với quân Amalek. Ngày mai tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi với cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Giô-suê đã chiến đấu với quân Amalek theo lệnh của Môsê truyền. Còn Môsê và A-rôn và Hu-rơ đi lên đỉnh đồi. Mỗi khi Môsê giơ tay mình lên thì quân Israel thắng thế. Nhưng khi ông hạ tay xuống thì quân Amalek lại thắng thế. Khi đôi tay của Môsê đã mỏi, họ lấy một hòn đá kê cho ông ngồi lên. Rồi A-rôn và Hu-rơ đứng hai bên, mỗi người một phía đỡ tay ông lên. Nhờ vậy tay của ông chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. Giô-suê dùng gươm đánh bại vua của dân Amalek. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, hãy chép điều này vào một cuốn sách để lưu niệm và nói cho Giô-suê biết rằng ta sẽ xóa sạch kỷ niệm của Amalek trong thiên hạ. Môi-se lập một bàn thờ và đặt tên là Giê-hô-va là ngọn cờ của tôi. Ông nói, vì một bàn tay của Amalek đã giơ lên chống lại ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va đã chinh chiến với chúng từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cảm ơn Chúa, phần kinh thánh này giới thiệu cho chúng ta một danh mà chúng ta cần nhớ và cần tôn cao trong đời sống của chúng ta. Đó là Jehovah là ngọn cờ của tôi. Jehovah là ngọn cờ đắc thắng của tôi. Cảm ơn Chúa. Bởi vì Chúa là ngọn cờ đắc thắng của chúng ta, cho nên chúng ta có thể có ba điều trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất, đó là một cái sức mạnh để chống lại sự thế tục ở trong chúng ta. Bởi vì ảnh hưởng của xã hội, của cuộc sống hàng ngày có thể làm cho đời sống của chúng ta trở nên giống như đời, trở nên thế tục. Và thứ hai là Đức Chúa Trời là điểm tập hợp của chúng ta. Ngọn cờ của Chúa chính là điểm tập hợp của chúng ta. Và thứ ba là danh cứu chuộc của Chúa. Đức Chúa Giê-xu
được ban cho chúng ta để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi ở trong Chúa và thẩm quyền mà Ngài ban cho ở trên bệnh tật, trên ma quỷ. Và danh Chúa cứu chúng ta và chúng ta hiệp lại ở trong danh của Chúa để chúng ta thờ phượng Ngài và chúng ta ra đi tôn cao và dương cao ngọn cờ là danh của Đức Giê-xu trên những hoàn cảnh, trên những cuộc đời, trên những thân thể, trên những nạn nhân để họ có thể kinh nghiệm được sự chữa lành, được sự tự do, kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Jehovah Nissi, cảm ơn Chúa vì danh này của Chúa. Tầm quan trọng của một ngọn cờ chúng ta có thể thấy được ở trong chiến trận, chúng ta cũng có thể thấy được ở trong lịch sử. Khi ngọn cờ được đưa lên thì chúng ta thấy rằng các quốc gia khi họ làm cái cờ đó, nó có ý nghĩa của nó. Và khi cái ngọn cờ đó được đưa lên, được treo lên, thì quân thù khi nhìn thấy lá cờ đó biết rằng phía bên kia là ai. Như chúng ta thấy khi một ngọn cờ được đưa lên ở tại một điểm, một cái chốt, một cái ngọn đồi mà quân đội đã đánh và chiếm lại được, thì chúng ta thấy rằng họ cắm cái ngọn cờ tại đó để nói cho mọi người biết đó là quân đội của có cái ngọn cờ đó vừa mới chiến thắng, vừa mới chiếm lại cái vùng đất đó. Ngọn cờ ở trong thời của Kinh Thánh thì cũng được người ta thêu, người ta vẽ lên ở trên cái ngọn cờ đó những cái chiến trận mà họ đã đắc thắng. Khi họ nói đến cái trận chiến đó thì nhắc cho những người xung quanh, quân đội đang chiến trận với họ biết cái thành quả của họ đã từng đắc thắng như thế nào. Cho nên chúng ta thấy rằng ngọn cờ rất là quan trọng khi được dương cao. Và nhiều khi quân thù khi thấy cái ngọn cờ đó là họ đã thua non rồi. Và vì trong lòng của họ được nhắc nhở về một trận chiến với một cái kết quả đắc thắng vẻ vang của quân đội đang cầm ngọn cờ này đi đến phía họ, thì lòng của họ đã trùng xuống. Ngọn cờ cũng có một cái giá trị là giúp đỡ cho đoàn quân đang đứng ở dưới ngọn cờ đó được nhắc nhở rằng có những trận chiến trước đây họ đã đắc thắng một cách vẻ vang. Cho nên chúng ta thấy rằng ngọn cờ rất là quan trọng. Và ở trong chiến trận thì cái nhục nhã lớn nhất đó là khi bị người ta cướp cái ngọn cờ của mình. Và chúng ta thấy trong chiến trận có những người họ bằng lòng bỏ mạng sống của họ chiến đấu để giữ cho được cái cờ của quân đội của họ được tiếp tục bay cao. Như vậy chúng ta thấy cái sức mạnh và cái giá trị của một ngọn cờ được dương cao là quan trọng đến cỡ nào. Và cảm ơn Chúa khi Môi-se ông kinh nghiệm cái sự đắc thắng đã xảy ra thì ông đã làm một cái bàn thờ và ông đặt tên là Jehovah là ngọn cờ của tôi. Chính Đức Jehovah là sự đắc thắng của tôi. Jehovah là ngọn cờ của tôi. Cảm ơn Chúa. Trong ơn của Chúa, chúng ta cần nhận biết một cái lẽ thật mà lời của Chúa ở tại đây, ở trong Esai 59 câu số 19 cho chúng ta thấy cái thực tại đó. Nhờ đó các dân tộc khắp thế giới sẽ kính sợ danh Chúa hằng hữu và vinh quang Ngài. Khi quân thù tấn công như vũ bão, thần của Chúa sẽ đánh tan chúng nó. Cảm ơn Chúa. Đây là một cái lẽ thật mà chúng ta đã được nhắc nhở trong những ngày qua. Bởi vì càng biết Chúa và nhìn thấy những vấn đề xung quanh của chúng ta chỉ có thể đi đến một cái lời giải thích những cái việc tội lỗi đang lan tràn vân vân. Đó là chúng ta đang ở trong một trận chiến. Một trận chiến giữa tối và sáng. Trận chiến giữa điều thiện lành và điều ác. Trận chiến giữa công việc của vương quốc Đức Chúa Trời và nước của Sa-tăng. Trận chiến của một gia đình hạnh phúc và sự đổ nát. Một trận chiến của một đời sống bước đi trong sự bình an, phước hạnh, hay là một đời sống tan nát. Trận chiến này luôn luôn diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Nhất là những điều tốt đẹp mà Chúa Ngài hứa ban, những điều tốt đẹp mà chúng ta chiến đấu để chúng ta có được.
thì có những lúc chúng ta thấy rằng kẻ thù sẽ nổi lên và tấn công như vũ bão vào trong những việc đó. Khi chúng ta đối diện với những trận chiến khốc liệt ở trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta nên nhớ một điều, đó là thần của Chúa sẽ đánh tan chúng nó. Cảm ơn Chúa. Thần của Chúa sẽ dấy lên một ngọn cờ, dấy lên một tiêu chuẩn để nhắc cho thế giới tối tăm, những cái lực đang tấn công chúng ta, rằng chúng ta đang ở dưới ngọn cờ của Đức Giê-hô-va Nissi. Chúa hằng hữu là ngọn cờ của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Toàn dân Israel chúng ta thấy rằng họ đang ở trong những ngày mà ngọn cờ của Chúa cần được nhắc nhở cho họ. Suốt lịch sử của Israel, chúng ta biết rằng từ khi Chúa Ngài gặp Môi-se, Ngài từ trên trời ngự xuống và gỡ Môi-se để kêu gọi ông trở nên người giải cứu dân sự của Chúa ra khỏi ách nô lệ tại xứ Ai Cập, thì có một cái nhu cầu là Môi-se cần biết mình đứng ở dưới ngọn cờ nào, ai sai phái mình. Để ông nói với Chúa, khi ông trở về từ nơi cái chỗ mà ông đã trốn chạy ở xứ Midian và trở nên người chăn chiên cho cha vợ của mình, bây giờ trở về để nói với dân sự của Chúa, đó là họ sẽ được Chúa sử dụng ông để giải cứu họ ra khỏi ách nô lệ, và nói với Pharaoh là phải để dân sự của Chúa đi đến một cái ngọn núi để tại đó họ có thể thờ phượng Đức Chúa Trời tại đó. Pharaoh là một quân đội rất là mạnh mẽ. Dân sự của Chúa là một nhóm người gần 400 năm ở trong cái cuộc sống họ sanh ra lớn lên làm người nô lệ ở trong xứ Ai Cập. Làm sao họ tin nổi rằng thân thế của họ có thể thay đổi, tương lai của họ có thể khác biệt? Làm sao để quân đội của Pharaoh biết rằng họ bắt buộc phải để cho nhóm người này đi, là những người nấu ăn cho họ ăn, những người dọn dẹp nhà cửa cho họ, là những người làm gạch, nung gạch để xây cất những công trình kiến trúc của họ? Làm sao để Pharaoh có thể thả cho dân sự của Chúa đi? Môi-se hỏi Chúa, thì Chúa Ngài đã giúp đỡ cho Môi-se một điều, và nó trở nên một cái ngọn cờ cho dân Israel. Chúa hỏi Môi-se, ngươi có gì trong tay? Ông là người chăn chiên, như bài học chúng ta học Jehovah Rohi, Chúa là đấng chăn dắt chúng ta. Thì cây trượng và cây gậy luôn luôn là những cái công cụ ở trong tay của người chăn chiên. Cây gậy, Môi-se có cây gậy. Chúa rằng hãy ném cây gậy của ngươi xuống đất. Ông ném cây gậy đó xuống, thì cây gậy hóa ra thành một con rắn. Chúa bảo Môi-se nắm đuôi con rắn. Ông nắm đuôi của con rắn thì nó trở lại làm cây gậy ở trong tay của ông. Nhưng mà đặc biệt là kể từ giây phút đó thì cây gậy không còn là gậy của Môi-se nữa, mà được gọi là cây gậy của Đức Chúa Trời, The Rod of God. Và bây giờ đã được Chúa Ngài đổ quyền năng của Ngài vào. Bây giờ nó là cái dấu để nhắc nhở Môi-se cũng như dân sự của Chúa rằng có một Chúa hằng hữu, Ngài thi thố quyền năng của Ngài ở trong cái cây gậy đó, xuyên qua cây gậy đó. Rồi chúng ta thấy ông đã cầm cây gậy đó đi và đứng trước mặt Pharaoh để nói với Pharaoh rằng phải để cho dân sự của Chúa đi. Pharaoh ban đầu không chịu. Và bởi cây gậy đó thì các dấu lạ đã xảy ra đối với dân Israel, đối với người Ai Cập, đó là những tai vạ đổ ra. Trong chính tai vạ thì chúng ta thấy rằng cái cây gậy này được sử dụng và đưa lên. Cho đến cái phép lạ thứ 10 thì cây gậy đó đã mang một sắc thái mới, đó là dấu hiệu để đem lại cái sự giải cứu
cho dân sự của Chúa là huyết của chiên con mà chúng ta sẽ học tới ở trong ngày hôm nay. Khi Pharaoh cho dân sự của Chúa đi, một ngày đường thì họ đến một cái chỗ của phía trước là biển đỏ, xung quanh là núi. Họ đang ở trong cái chỗ bối rối, không biết làm sao để có thể đi qua được biển đỏ đó. Thì thình lình họ lại thấy đoàn quân của Pharaoh đang đuổi theo. Pharaoh và những người tướng lãnh quân đội của ông và thức dậy trong ngày hôm đó, họ nói rằng oops, những người nấu ăn cho chúng ta, dọn dẹp nhà cửa của chúng ta, những người phục vụ của chúng ta, những người nô lệ, bây giờ họ đã đi hết rồi, mình không biết phải nấu ăn như thế nào, không biết làm công việc gì hết, bởi vì trong gần 400 năm họ đã được dân Israel phục dịch họ. Vị Thánh ghi lại cho chúng ta số người này lớn lắm anh chị em, hơn 1 triệu người. Một sự mất mát rất là lớn, cho nên Pharaoh và quân đội của ông đã thay đổi. Bây giờ mình phải rượt đuổi theo đám người này để bắt nó trở lại. Ở trong cái hoàn cảnh đó, dân sự của Chúa bối rối, sợ hãi. Môi-se chạy đến, ông cầu vấn với Chúa, nói rằng Môi-se, sao ngươi cầu vấn với ta? Chúa bảo ngươi hãy đưa cây gậy của ngươi lên trên nước. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta khi Môi-se vâng lời, ông đưa cây gậy của mình lên ở trên biển đỏ, thì quyền năng của Chúa đã rẽ nước ra cho dân sự của Chúa đi qua. Một lần nữa cây gậy của Đức Chúa Trời. Khi họ qua bên kia, đối diện với một cái nhu cầu khác, đó là bây giờ họ cần nước uống. Chúa Ngài đã truyền lệnh cho Môi-se là hãy lấy cây gậy mà đập vào trong hòn đá, thì thiên linh nước đã đổ ra cho dân sự họ đang có đi theo họ. Và nước thiên linh đã đổ ra cho lớn nhỏ hơn 1 triệu người cùng với súc vật của họ. Thật là một cái phép lạ lạ lùng. Cây gậy của Đức Chúa Trời, cây gậy của Đức Chúa Trời mỗi lần xuất hiện là có chuyện lớn xảy ra. Cây gậy của Đức Chúa Trời mỗi lần hành động xuất hiện thì chúng ta thấy rằng phép lạ đã xảy ra một cách hết sức là lớn lao. Cây gậy của Đức Chúa Trời, ngọn cờ của Đức Chúa Trời, Jehovah Nissi được thể hiện. Và chúng ta thấy rằng sau khi họ kinh nghiệm được nước uống, thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta phần Kinh Thánh mà chúng ta nghiên cứu tại đây, lần đầu tiên danh của Chúa đã được nhắc đến. Là bây giờ quân Amalek đến khiêu chiến với Israel tại Rephidim. Môi-se nói với Giô-suê, hãy chọn cho chúng ta những tráng sĩ đi chiến đấu với quân Amalek. Và chiến thuật của ông thì chúng ta thấy rất là lạ. Ngày mai tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi với cây gậy của Đức Chúa Trời ở trong tay. Giô-suê đã chiến đấu với quân Amalek theo lệnh của Môi-se truyền. Còn Môi-se, A-rôn và Hu-rơ đi lên đỉnh đồi. Mỗi khi Môi-se giơ tay lên thì quân Israel thắng thế. Nhưng khi ông hạ tay xuống thì quân Amalek lại thắng thế. Khi đôi tay của Môi-se mỏi, họ lấy một hòn đá kê cho ông ngồi lên, rồi A-rôn và Hu-rơ đứng hai bên mỗi người một phía đỡ tay ông lên. Nhờ vậy tay ông chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. Một trận chiến xảy ra suốt một ngày, đánh sáp lá cà, đánh trước mặt. Một trận chiến dài anh chị em. Và cảm ơn Chúa, một cái chiến thuật rất là lạ lùng nhưng có kết quả. Mỗi lần tay của Môi-se đưa lên dương cao ngọn cờ của Chúa, cây gậy của Đức Chúa Trời lên, nhắc nhở dân sự của Chúa, Jehovah Nissi đang ở với chúng ta, thì Giô-suê và quân đội của Israel thắng thế. Nhưng mà người ta quan sát khi thấy tay của Môi-se mỏi, ông sụi tay của ông xuống thì dân Amalek thắng. Nếu chúng ta cầm một cái vật như là một cái gậy mà chúng ta đưa tay thẳng lên như thế này quá khỏi đầu của chúng ta,
Không lâu chúng ta phải hạ xuống bởi vì nó mỏi vô cùng. Nhưng mà Môi-se ông nhìn thấy một cái sự thật, đó là mỗi lần tay của ông đưa lên thì phía dưới Giô-suê và quân đội của Israel đánh và lấn dân Amalek. Khi ông sủi tay xuống thì thấy bên kia nó lại thắng thế hơn. Nhưng mà ông chiến đấu bởi vì ông biết rằng khi cây gậy này giây phút nào còn đưa lên thì dân sự của Chúa sẽ gần hơn với sự đắc thắng của họ. Thì thần linh ông thấy tay của ông đang mỏi, có được một sự giúp đỡ. Trước nhất, Aaron là anh lớn của Môi-se. Hu-rơ là cha của Giô-suê. Ba trưởng lão này là những người đã từng thấy những công việc Chúa làm, và cây gậy của Chúa đã làm những công việc khi cây gậy đó được đưa vào hành động. Thì họ lấy một hòn đá cho Môi-se ngồi, đứng suốt ngày cũng mỏi, tay đưa lên ngoài cũng mỏi, và hai ông mỗi người một bên đỡ tay của Môi-se để cây gậy của Chúa không bao giờ hạ xuống mà luôn luôn được đưa cao. Khi nào cây gậy của Đức Chúa Trời được đưa lên cao, dân sự của Chúa thắng. Cảm ơn Chúa. Từ sáng cho đến chiều trận chiến diễn ra như vậy, một trận chiến rất là lớn, một trận chiến rất là khốc liệt. Và kết quả đó là dân sự của Chúa đã thắng. Giô-suê dùng gươm đánh bại vua của dân Amalek. Và chúng ta để ý câu số 14 tới đây là câu mà rất là quan trọng. Nó là điểm chính mà tôi muốn nhấn mạnh ngày hôm nay để nhắc nhở chúng ta. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, hãy chép điều này vào một cuốn sách để lưu niệm. Và nói cho Giô-suê biết rằng ta sẽ xóa sạch kỷ niệm của Amalek trong thiên hạ. Ghi lại cái kinh nghiệm này trong sách lưu niệm, sách lịch sử. Và nhớ nói vào trong lỗ tai của Giô-suê để Giô-suê có thể nghe và được nhắc nhở, vì Giô-suê sẽ đối diện với những chiến trận trong những ngày sắp đến. Nhất là ông sẽ gặp dân Amalek này một lần nữa, vài lần nữa. Thì nhớ một điều, đó là Đức Giê-hô-va phán rằng ta sẽ xóa sạch kỷ niệm của Amalek trong thiên hạ. Cảm ơn Chúa. Đây là điều tuyệt vời mà tôi thường nhắc nhở anh chị em chúng ta cần phải làm. Mỗi lần chúng ta kinh nghiệm một sự đáp lời từ nơi Chúa, mỗi lần chúng ta kinh nghiệm một sự giải cứu từ nơi Chúa, mỗi lần chúng ta kinh nghiệm một phước hạnh từ nơi Chúa, mỗi lần chúng ta kinh nghiệm sự chữa lành, sự giải cứu từ nơi Chúa, chúng ta phải viết nó xuống trong sách lưu niệm của chúng ta. Rất là quan trọng. Vì chúng ta hay quên. Cái chuyện vui đó chúng ta dễ quên. Cái phước hạnh Chúa ban cho chúng ta dễ quên. Chúng ta nhớ kỹ lắm những cái đau khổ trong đời sống. Khi chúng ta đối diện với một thách thức mới thì rất là dễ để cái chiều hướng của chúng ta là nhớ đến những cái đau đớn mà quên cái phước hạnh hay là sự đắc thắng mà Chúa ngài đã dẫn chúng ta đi qua. Cho nên Chúa ngài nhắc nhở cho Môi-se, ông phải làm công việc này, viết xuống sách lưu niệm. Và nhớ, viết xong đó cũng đọc và nhắc lại cho Giô-suê. Bởi vì trong trận chiến kế tiếp mà Giô-suê sẽ gặp dân Amalek thì biết rằng Đức Chúa Trời ngài đã định rồi, ngài sẽ hủy diệt dân Amalek. Để Giô-suê khi lần tới ông đối diện với trận chiến, ông biết rằng lần này ông sẽ tiếp tục thắng. Và nếu nó còn gom lại tàn quân của nó, lấy sức mạnh trở lại tấn công nữa mà Giô-suê phải đánh, thì Giô-suê biết rằng lần này ông sẽ thắng nữa, cho đến chừng dân Amalek bị diệt. Chúa nhắc nhở điều đó.
Điều này áp dụng cho đời sống của chúng ta, anh chị em. Chúng ta sẽ đối diện với những trận chiến ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ đối diện với những thách thức, những sự khó khăn trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không ghi lại những cái kỷ niệm ở trong sách lưu niệm về công việc Chúa đã làm ở trong quá khứ, chúng ta sẽ quên và chúng ta sẽ đâm ra bối rối, bấn loạn, sợ hãi. Nếu chúng ta ghi ở trong sách lưu niệm và nhắc nhở chính mình, Chúa đã giúp tôi thắng được, Chúa đã giúp tôi vượt qua được, thì lần này khó khăn này cũng sẽ được giải quyết vì tôi có Jehovah Nissi, Ngài chính là ngọn cờ của tôi. Nhưng mà nhớ, ngọn cờ này phải đưa lên. Chúng ta quên đi thì ngọn cờ của kẻ thù nó sẽ làm cho chúng ta trùng bước, lòng của chúng ta bối rối bấn loạn. Vì kẻ thù nó có một cái cách của nó để nó thổi phồng vấn đề và nó làm cho công việc của nó thấy rất là lớn. Nó sử dụng báo chí, nó sử dụng đủ mọi thứ hết. Chúng ta rất dễ để bị lôi cuốn vào ở trong cái sự sợ hãi này. Có thể cái thất bại trong quá khứ của chúng ta, nếu chúng ta không luôn luôn đưa cao ngọn cờ đắc thắng của Đức Giê-hô-va trong cuộc đời của chúng ta, nhắc nhở chính mình vì điều đó, thì ma quỷ nó sẽ nhắc những cái thất bại trong đời sống của chúng ta. Cho nên hãy ghi xuống. Cảm ơn Chúa, chúng tôi ôm đi ôm lại trong tâm lòng của mình, trong trí não của mình, cho con cái, cho gia đình về những việc lạ lùng Chúa nghe làm. Tôi làm công việc đó để xây dựng ở trong con cái của tôi, gia đình của tôi, một cái quá trình và những cái thành tích của Đức Chúa Trời mà tôi phục vụ. Ngài đã làm những việc lạ lùng đó, cũng như nhắc nhở chính mình tôi khi tôi đối diện với một thách thức mới. Chúa, Ngài đã đưa tôi trải qua bao nhiêu thách thức và đã kinh nghiệm sự đắc thắng trong ơn của Ngài, thì lần này cũng sẽ kinh nghiệm sự giải cứu từ nơi Chúa. Và nó giúp cho tôi có thể tấn tới trong ơn của Chúa mỗi trận chiến thì kinh nghiệm thêm và vững chắc hơn rằng thật là phước hạnh khi tôi có Jehovah Nissi trong cuộc đời của tôi. Rất là quan trọng anh chị em. Bằng không thì chúng ta sẽ bối rối sợ hãi như những người dân ngoại. Họ không có Chúa, họ lo là phải, nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa mà chúng ta còn lo lắng thì đó là điều đáng trách. Vì chúng ta có Đức Giê-hô-va Gi-re đấng sắm sẵn những nhu cầu cho đời sống của chúng ta. Chúng ta đã kinh nghiệm sự giải cứu từ nơi Chúa. Ngài đã giúp đỡ cho chúng ta, tiếp trợ cho chúng ta bao nhiêu lần trong cuộc đời rồi. Tại sao lần này chúng ta lại để cho công việc nó áp đảo tinh thần của chúng ta? Bởi vì chúng ta mà quên. Mô-sê chép xuống trong sách kỷ niệm và nói cho Giô-suê nghe về cái việc này. Tại sao Chúa Ngài lại có một cái sự tuyên chiến với dân Amalek đến như vậy? Theo phục truyền Lời Ký chương 25 thì chúng ta biết rằng dân Israel đã ở trong một tình trạng rất là khó khăn. Phục truyền 25 câu 17 đến 18 nhắc lại cho chúng ta cái kinh nghiệm này. Hãy nhớ điều Amalek đã làm cho ngươi dọc đường khi các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, thế nào người không kính sợ Đức Chúa Trời, đến đón ngươi trên đường, xông vào binh hậu ngươi, đánh các người yếu theo ngươi, trong khi chánh mình ngươi mỏi mệt và nhọc nhằn. Khi nói đến rule of engagement trong chiến trận, thì đây là một điều mà chúng ta thấy rằng đó là một hành động tồi tệ nhất. Khi người trong quân đội có vũ khí lại đánh đàn bà con nít, đánh những người yếu mọn đang đi phía sau. Khi một người cầm gươm đánh với người cầm gươm trước mặt Đức Chúa Trời không phải là điều gian ác. Nhiều khi chúng ta phải trỗi dậy sử dụng gươm của mình để bảo vệ những người thân thương của mình, để bảo vệ chính mình vì có người muốn cướp mạng của mình. Khi hai người cầm gươm, hai người có vũ khí chiến đấu với nhau, thì cái luật của chiến trận
Kinh Thánh không có ghi lại chúng ta Đức Chúa Trời cho cái việc đó là việc chúng ta giết người. Nhưng mà cái luật nó trở nên rất là nghiêm trọng khi nó trở nên cái luật tấn công những người thường dân. Nó trở nên civil law. Người ta lấy mạng của những người không thể bảo vệ chính mình được. Dẫn Amalek họ đã làm công việc này. Cho nên đối với Đức Chúa Trời đây là một điều rất là gian ác. Hãy nhớ điều Amalek đã làm cho người dọc đường. Khi cái người ra khỏi xứ Ai Cập, thế nào người không kính sợ Đức Chúa Trời đến đón người ở trên đường, xông vào binh hậu người, đánh các người yếu theo người, trong khi tránh mình người mỏi mệt và nhọc nhằn. Phần bên kia của vấn đề cũng giúp cho chúng ta nhớ cái điều này. Khi chúng ta mệt mỏi, rất là dễ để kẻ thù nó lợi dụng cái lúc đó để nó tấn công chúng ta. Cho nên chúng ta hãy để cho Đức Chúa Trời bổ linh hồn chúng ta lại. Hãy đến với Ngài để Chúa Ngài giúp đỡ, để chúng ta sẽ giao gánh nặng của mình cho Chúa và chúng ta nhận sự tươi mới từ nơi Ngài. Vì lúc chúng ta mệt mỏi là lúc chúng ta dễ bị tấn công nhất. Khi chúng ta mệt mỏi thì cái cám dỗ nó có thể đến với chúng ta, nhưng mà nó lại được tỏa rộng ra bởi vì chúng ta mệt mỏi. Mệt mỏi sức khỏe về thể chất, mệt mỏi về tinh thần, và quan trọng nhất là mệt mỏi về tâm linh. Nếu chúng ta mất đi những thời giờ ở trong sự hiện diện của Chúa, của ngợi khen thờ phượng, tâm linh chúng ta mệt mỏi, kẻ thù nó chỉ đến nó hù chúng ta một cái là chúng ta chạy. Mặc dù trước đó chúng ta đã từng thắng nó. Cho nên rất là quan trọng chúng ta phải học để chúng ta yên nghỉ ở trong Chúa. Amen anh chị em. Rất là quan trọng để chúng ta nhớ điều đó. Đừng để cho chúng ta bị rơi vào trong tình trạng mệt mỏi. Mệt mỏi thể xác, đi ngủ. Mệt mỏi tinh thần, tìm những anh chị em trong Chúa thông công, chia sẻ, khích lệ nhau với lời của Chúa. Lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà khích lệ nhau. Mỗi lần chúng ta đến, chúng ta nhóm nhau lại thờ phượng Chúa, ngợi khen Chúa, đem lại cho chúng ta một sự sảng khoái, đem lại cho chúng ta bồi bổ cho tâm linh của chúng ta. Vì trong tuần chúng ta có thể đối diện với những cái cuộc chiến, với sự hù nhát của ma quỷ và những sự khó khăn trong đời sống. Và khi chúng ta quy tụ về nhà của Chúa, hay là trong đời sống chúng ta có cái thời giờ chúng ta thờ phượng Chúa một cách cá nhân, thì chúng ta thấy sẽ tìm lại cho chúng ta một cái sự phục hồi sức khỏe của tâm linh của chúng ta. Cái đó là điều rất là quan trọng. Đừng để mình rơi vào trong tình trạng mệt mỏi tâm linh. Vì không có ăn nuốt lời của Chúa cho nên đang đói. Đói thì tự mình còn muốn xỉu nữa, huống chi là đánh ai. Không có cái thời giờ để tương giao với Chúa ở trong sự hiện diện của Ngài, thì chúng ta sẽ thiếu hụt. Bởi vì chính trong sự hiện diện của Chúa, Chúa giấu sự vinh hiển của và quyền năng của Ngài trong sự hiện diện của Ngài. Khi chúng ta được bước vào trong sự hiện diện của Chúa, như mỗi lần chúng ta cùng với hội thánh mạnh mẽ ngợi khen Chúa đi vào trong sự hiện diện của Ngài, chúng ta kinh nghiệm những điều rất là phước hạnh xảy ra cho chúng ta trong lúc đó. Tâm linh của chúng ta được Chúa ngày bổ linh hồn của chúng ta và lời của Chúa. Chúng ta kinh nghiệm được sức mạnh ở trong ơn của Chúa, bởi vì chúng ta ngợi khen thờ phượng Chúa, thì Chúa Ngài ngự xuống và nhận sự ngợi khen của chúng ta, và Chúa Ngài ban sức mới của Ngài cho đời sống của chúng ta. Phép lạ xảy ra, thân thể của chúng ta cũng kinh nghiệm được khỏe theo, bởi vì chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa. Rất là quan trọng. Chúng ta xin Chúa Ngài nhắc nhở chúng ta những lẽ thật đó. Kẻ thù sẽ khó để có thể đánh bại chúng ta được khi chúng ta có Jehovah Nissi là ngọn cờ của chúng ta. Hãy đưa cây gậy của Đức Chúa Trời, hãy tôn cao danh của Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự đắc thắng trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Vì đây không phải là trận chiến bình thường. Để chiến thắng không do sự khôn ngoan hay là sức mạnh của quân đội, kết quả không dựa trên sự mạnh hay là yếu của họ. Và chúng ta thấy rõ ràng tới đây,
đắc thắng dựa trên việc Môi-se đứng ở trên núi đưa gậy lên hướng về Chúa. Đây là hình bóng của sự cầu nguyện. Còn Giô-suê và các tráng sĩ ở trên đất thì chiến đấu một cách dũng cảm. Bên chị em, đây là điều rất là quan trọng mà chúng ta cần nhớ tới đây, để rồi chúng ta sẽ vì đạo của Chúa mà chiến đấu. Vì gia đình của mình, vì con cháu của chúng ta, rất là quan trọng. Những người cha, những người chồng, những người ông, những người bà trong hội thánh của Chúa, chúng ta nhớ cái điều này. Đó là Giô-suê trong cuộc đời của chúng ta, con cái của chúng ta, những người trẻ ở trong hội thánh của Chúa, ở trong cuộc đời của chúng ta. Họ sẽ được khích lệ vô cùng khi chúng ta là những người đưa gậy của Đức Chúa Trời lên. Khi chúng ta tôn cao Chúa, chúng ta thờ phượng Ngài, khi chúng ta hết lòng ca ngợi Chúa. Vì tại điều đó sẽ nhắc nhở cho con cái của chúng ta, ông nội của tôi, ông ngoại của tôi, ba của tôi, mẹ của tôi, là những người đã từng chứng kiến công việc Chúa làm và họ hết lòng biết ơn Chúa, cho nên nhìn kìa, họ thờ phượng Chúa như vậy. Giô-suê và dân sự của Chúa, những người tráng sĩ của họ, tôi tin rằng mỗi lần mà họ đang đánh như vậy, mà họ liếc lên và nhìn thấy Môi-se đang đưa lên một cái biểu tượng của sự hiện diện của Đức Chúa Trời, cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay của ông, thì làm cho họ vững chắc cái tinh thần của họ và họ đánh mạnh hơn và họ thấy được cái sự lấn chiếm và đắc thắng của họ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Sức mạnh của việc chúng ta đứng cho niềm tin của chúng ta, sức mạnh của việc chúng ta đứng ở trong cái vị trí làm những người đàn ông. Phaolô nói rằng tôi muốn những người đàn ông đưa tay thánh sạch của mình lên trời và cầu nguyện khắp mọi nơi. Điều đó nó rất là quan trọng. Con cháu của chúng ta nó muốn nhìn thấy cha của mình, ông của mình là những con người thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì chúng ta dạy chúng nó phải thờ phượng Chúa, mà chúng ta không thờ phượng Chúa, chúng nó sẽ nói chúng ta giả hình. Nhưng khi chúng ta làm công việc đó, nó sẽ khích lệ con cái của chúng ta. Nó cũng sẽ theo cái hướng của chúng ta đưa gậy của Đức Chúa Trời lên, mà nó nhìn lên Đức Chúa Trời. Vì trong hoàn cảnh khó khăn, Đức Chúa Trời chính là sự cứu giúp của chúng ta. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va. Vì trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta thường nhìn xuống đất. Chúng ta đi tìm những con người, những cái giải pháp của con người, chúng ta tìm những ngọn cờ ở dưới đất. Những ngọn cờ đó không làm gì được cho chúng ta. Nhưng mà ngọn cờ được đưa cao lên, cái gậy của Đức Chúa Trời được thể hiện ở trong hình ảnh mà Môi-se ông đưa lên, và khi thấy ông mỏi mà tay của ông hạ xuống thì dân sự của Chúa bị đánh bại. Quân đội của Amalek đang thắng họ tràn lớn. Aaron và Hu-rơ đã đến tiếp tay để đưa lên. Đây cũng là sức mạnh của sự hiệp lại của hội thánh của Chúa, để chúng ta chẳng những có sự thờ phượng cá nhân mà chúng ta cũng phải có sự thờ phượng của hội chúng của Chúa. Chúng ta chẳng những phải mạnh mẽ ở trong đời sống cầu nguyện cá nhân mà chúng ta cũng có hiệp nguyện với những anh chị em chúng ta trong Chúa. Nên rất là quan trọng để chúng ta thấy được hình ảnh hết sức tuyệt vời này. Vì nếu không có sự chiến thắng thì dân Israel chắc đã bị diệt ở tại Rephidim. Tên của địa danh này, Rephidim, có nghĩa là nơi nghỉ ngơi. Và chúng ta thấy rằng nếu họ bị đánh bại, bị tiêu diệt tại nơi nghỉ ngơi của họ, thì chúng ta thấy rằng thật là một cái điều hết sức là tệ hại. Cái chỗ đáng lý chúng ta được nghỉ ngơi, anh chị em thấy không? Đáng lý là chúng ta được nghỉ ngơi, chúng ta được Chúa ngày phục hồi đời sống của chúng ta, thì tại đó nếu chúng ta không dương cao ngọn cờ của Chúa, tại đó quân thù có thể đánh chúng ta tại cái chỗ mà chúng ta đáng lý được phước của Chúa. Nó cướp đi những phước hạnh, những điều mà Chúa ngày đã dành cho đời sống của chúng ta. Rất là quan trọng để chúng ta nhớ những lẽ thật này trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cái gậy là ngọn cờ đắc thắng cho dân sự của Chúa, và họ nhìn thấy thì nhắc nhở cho họ. Biển đỏ đã rẽ ra cho họ đi. Từ nơi hòn đá mà nước đổ ra cho hơn 1 triệu người uống, cộng với súc vật của họ. Thật là phước hạnh để chúng ta thấy những điều lạ lùng này.
dân sự của Chúa nhìn thấy cái gậy đó là nhắc nhở về những việc Đức Chúa Trời đã từng làm. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có gì trong đời sống của mình để đưa lên thì con cái chúng ta biết về Đức Chúa Trời của chúng ta không? Chúng ta có thể nói với con cái chúng ta nhiều điều, nhưng mà trong cái lúc mà chúng ta thấy máu lửa xảy ra đó, có cái gì để chúng ta đưa lên để nhắc nhở con cái của chúng ta về Đức Giê-hô-va, đấng từ hữu hoàn hữu? Chúng ta cần có cây gậy của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ cùng học ba lĩnh vực về ngọn cờ đắc thắng của Chúa ở tại đây. Thứ nhất, ngọn cờ là dấu hiệu của sự chiến cự. Cuộc sống hàng ngày cũng như lời của Chúa tại đây cho chúng ta thấy chúng ta có một kẻ thù. Và quân thù có những lúc nó tấn công một cách vũ bão. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, trong thế giới chúng ta đang sống và trong thời đại này, có những trận chiến đang diễn ra. Những điều mà lời của Chúa nói rằng đây là điều quý, đây là phước hạnh Chúa Ngài đã định. Thì chúng ta thấy kẻ thù tìm đủ một cách để cướp những điều đó khỏi chúng ta. Ngay từ giây phút đầu tiên khi Đức Chúa Trời Ngài dựng nên loài người của chúng ta, Đức Chúa Trời Ngài đã làm công việc. Ngài đã dựng nên một người để giúp đỡ cho Adam. Ngài lấy từ xương sườn của ông và dựng nên một người nữ, đem đến cho Adam, và Đức Chúa Trời Ngài thiết lập một cái tổ chức xã hội đầu tiên, đó là gia đình, giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Ngày hôm nay chúng ta đang đối diện với trận chiến khốc liệt này. Những con người chống Chúa, họ đã lăng xê một trào lưu sống, đó là không cần biết Đức Chúa Trời dựng nên tôi là đàn ông hay đàn bà, tôi muốn nắm cái quyền quyết định là tôi muốn tôi là đàn bà thì tôi là đàn bà. Tôi muốn tôi là đàn ông thì tôi là người đàn ông. Tôi tự định nghĩa lấy, không cần biết Đức Chúa Trời Ngài đã dựng nên tôi như thế nào. Vì họ không tin Đức Chúa Trời. Gia đình là sự hiệp lại của người đàn ông và người đàn bà. Và trong cái việc họ sinh hoạt để phát triển giống nồi, họ sanh con cái. Bây giờ có những cái thái độ và cái lối sống rằng hai người đàn ông mình cũng có thể có con được. Lấy tinh trùng của mình đi kiếm một người phụ nữ để họ mang thai dùm. Đến cái ngày đứa bé được sanh ra thì họ cũng gọi là cái ngày gọi là kinh nghiệm đứa con của mình sanh ra. Hai người đàn ông xúm xích với nhau để mang cái đứa trẻ đó về để nuôi. Họ có thể làm được. Hai người phụ nữ chọn sống chung với nhau mà cũng muốn có con. Nó đi đến ngân hàng của tinh trùng để xin một ít tinh trùng của ai đó đã từng hiến đem về để thụ thai nhân tạo. Rồi cuối cùng hai người đàn bà có thể nuôi một đứa nhỏ. Việc đó có thể xảy ra bởi vì họ mượn, họ cũng dùng những nguyên tắc Đức Chúa Trời Ngài đã định. Bây giờ họ sửa lại cái cách họ áp dụng. Nhưng mà cái đau đớn và khó khăn mà chúng ta thấy ở đây, đó là ngày hôm nay đã đủ thời gian để chúng ta thấy những cái loại gia đình như vậy đã xảy ra. Thì những người con sanh ra và lớn lên trong gia đình có hai người mẹ, hai người cha. Nói đến cái đau khổ của đời sống ở trong một cái gia đình mà không có đủ cha lẫn mẹ như vậy. Đời sống tình cảm, tâm lý của họ nó bị xáo trộn và họ đối diện với rất là nhiều sự khó khăn. Trong sinh hoạt hàng ngày, hàng tháng, chúng ta thấy rằng khi người đàn bà trải qua thời kỳ kinh nguyệt, đủ mọi thứ thay đổi, có thể quạo quọ đủ mọi thứ hết. Có một ông chồng không có trải qua điều đó, cầm giữ cái hoàn cảnh nó cho tốt. Mà nó quân bình. Và thử hình dung hai người đàn bà ở trong một căn nhà mà cả hai đều trải qua cái thời kỳ mà chúng ta thấy nó đủ thứ lộn xộn trong đó. Cái đứa nhỏ mà lớn lên ở trong gia đình đó, chúng ta thấy nó phải khổ sở như thế nào. Mà những điều này nó đang được lăng xê và nó đang tấn công vào ở trong cái giá trị của gia đình truyền thống
mà Đức Chúa Trời Ngài đã thiết lập. Chẳng những họ muốn sống như vậy mà họ cũng muốn tất cả mọi người xung quanh đều phải chấp nhận họ. Những giá trị khác mà chúng ta thấy, những điều mà lời của Chúa cho chúng ta biết chúng ta đang đối diện. Những cái điều xấu người ta nói rằng tốt, những điều tối tăm họ cho là sáng và những điều không có giá trị họ cho là có giá trị. Một trào lưu đang sống như vậy và nó đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thế giới đang cần những người con Chúa đứng lên và đưa cây gậy của Đức Chúa Trời và chiến đấu cho đến khi chúng ta thấy sự đắc thắng xảy ra. Thì một trong những điều mà chúng ta thấy ở tại đây đó là ngọn cờ, dấu hiệu của sự chiến cự. Khi quân thù đến như cơn nước lũ thì thần của Chúa sẽ đánh tan chúng. Thần của Chúa đang muốn hoạt động và làm việc xung quanh bên trong đời sống của những người con Chúa để đánh tan những công việc này. Chúa đang cần những người đứng cho chân lý. Có những con người đang đứng cho những giá trị mà Chúa nghe nói rằng đây mới là điều giá trị. Cho nên rất là quan trọng anh chị em, để chúng ta thấy điều này. Đây là một cái thước đo rất là quan trọng để chúng ta có thể thấy điều này. Khi chúng ta đối diện với những điều băng hoại của xã hội, khi chúng ta thấy những điều mà những người không tin kính Chúa đang làm, chuyện gì xảy ra bên trong chúng ta? Nếu chúng ta nói rằng chuyện này là chuyện mà xã hội nó đang diễn ra thôi, mình cũng phải chấp nhận. Giống như một số người đã đi đến một cái kết luận, thôi mình tập sống với COVID-19. Chuyện nó lớn quá, chuyện này nó lan tràn khắp mọi nơi, mình không làm gì được, cho nên thôi thì tập sống với nó. Để rồi mình sẽ đi đến một cái định nghĩa là một sự bình thường mới. Anh chị em nghe những điều này chúng ta thấy quen lắm. Đó là cái cách mà thế giới ngày hôm nay đang muốn áp đặt những điều mà chúng ta thấy từng là giá trị, bây giờ họ cho là không có giá trị. Điều mà họ nói rằng ráng học tập với một cái sự bình thường mới. Như ông bác sĩ Fauci, ông nói rằng quên đi cái chuyện là đàn ông gặp nhau bắt tay. Chuyện đó sẽ không còn xảy ra nữa. Quên đi cái chuyện là sẽ có những cái sự nhóm hợp lại của đông người. Vì Satan đang sử dụng những con người này và nó lợi dụng COVID-19 để đưa cái chiến thuật. Nếu nó có thể tách chúng ta ra và nó tấn công chúng ta một cách rất là dễ dàng khi chúng ta cô đơn. Có một sức mạnh rất lớn khi chúng ta hiệp quần, chúng ta hợp lại với nhau. Nó sẽ tìm đủ một cách để nó nói với chúng ta là cái chuyện mà chúng ta ngồi gần một cái người bên cạnh là cái chuyện chúng ta nên quên đi. Thì nó biết một điều rất là quan trọng. Nếu nó có thể tách chúng ta ra, như thực dân Pháp đã có một cái kế hoạch để cai trị trên nước Việt Nam của chúng ta, họ lấy cái chữ vương, có một cái gạch sổ xuống và ba cái gạch ngang. Họ đi cái chiến thuật là rút ruột vương, lấy ông vua ra khỏi đất nước Việt Nam, bỏ cái chế độ phong kiến, chia Việt Nam ra làm ba miền, thì Việt Nam sẽ lọt vào trong tay cai trị của nó. Và đó là lịch sử, anh chị em thấy được rồi. Chúa thì Ngài muốn chúng ta hiệp một. Quỷ thì nó muốn chúng ta chia rẽ. Có những giá trị mà Chúa Ngài cho chúng ta thấy trong lời của Ngài rất là giá trị. Satan đang tìm đủ một cách để tấn công vào những điều đó. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, thì bây giờ chúng ta thấy rằng tìm đủ một cách để có thể ngăn trở điều đó. Nên nó biết rằng khi chúng ta gặp gỡ các anh chị em thật của mình ở trong Chúa,
mình có những cái lúc mình trùng bước, mình có thể tinh thần của mình đang yếu, thì sự gặp gỡ của anh chị em đem lại sự ấm cúng và khích lệ cho bạn. Cho nên hơn bao giờ hết chúng ta cần làm những người dương cao ngọn cờ của Jehovah Nissi trong đời sống của chúng ta. Có những cái cách để chúng ta đối diện với những khó khăn hiện tại. Giơ cao ngọn cờ của Chúa. Tôi biết rằng con người tìm đủ mọi cách và người ta cũng đã chính trị hóa để nói đến những điều mà chúng ta thấy rằng nó rất là mâu thuẫn với nhau. Tôi không chống chích ngừa vaccine. Nhưng mà ta thấy những người họ bắt mọi người phải chích ngừa. Chích ngừa xong rồi họ nói rằng cái này cũng chưa bảo đảm. Tức là họ cũng không tin là cái chích ngừa đó nó có kết quả. Anh chị em thấy không? Rồi nói rằng những người mà đã từng chích ngừa thì phải mang luôn cả cái khẩu trang bởi vì mình có thể ảnh hưởng trên những người chưa chích. Mâu thuẫn. Tại chích ngừa tức là an toàn hơn, còn những người mà đáng lý phải sợ là những người không có đeo, không có chích ngừa. Thế sao những người chích ngừa lại phải đeo khẩu trang lên để bảo đảm là mình không có bị ảnh hưởng bởi những người không chích ngừa? Chúng ta nó lẫn quẩn. Tại vì vaccine nó không phải là giải pháp. Tất cả đều là Đức Giê-hô-va Rapha. Và Ngài đã đặt ở trong thân thể của con người chúng ta một cái khả năng để có thể chống lại tất cả những thứ bệnh, tất cả những virus. Vì chúng ta có sức khỏe tốt. Nếu chúng ta khỏe mạnh, chúng ta tinh thần sảng khoái, chúng ta đầy lòng vui mừng. Vì lòng vui mừng vốn như một phương thuốc hay. Và bây giờ chúng ta thấy rằng người ta đã phải công nhận điều đó. Có những người là có tiếp xúc với COVID gần hay là không, nó không ảnh hưởng đến họ, họ không bệnh là không bệnh. Họ không lây nhiễm là không lây nhiễm. Lý do tại sao? Vì họ có một kháng thể tốt. Và kháng thể tốt nó đến từ một tinh thần vững mạnh, vui vẻ, vui sống, lạc quan. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải cẩn thận như chúng ta thấy người ta làm việc ở trong những cái nơi phòng thí nghiệm mà người ta phải tiếp xúc với lại vi trùng, họ có khẩu trang, họ có găng tay, họ có kính che, vân vân. Tất cả những điều đó là những điều phải cẩn thận. Nhưng mà nó không phải là giải pháp cho chúng ta. Chỉ có Chúa mà thôi. Và quan trọng nhất đó là điều mà Đức Chúa Trời đã định rồi, Ngài biết. Và Ngài đã để trong thân thể chúng ta một cái khả năng để chúng ta có thể chống lại. Anh chị em trong những ngày qua, anh chị em đang đi tìm ngọn cờ nào? Có phải là ngọn cờ của Đức Giê-hô-va Nissi không? Hay là chúng ta đi tìm ngọn cờ của Pfizer, của Moderna, của cái gì đó? Anh chị em hãy đến với Chúa trước. Chúa mới là đối tượng của lòng tin của chúng ta. Thứ hai, ngọn cờ là điểm tập hợp. Khi Môi-se đưa cây gậy lên, lòng của dân sự của Chúa tập trung vào Đức Giê-hô-va Nissi. Tập trung vào Đức Giê-hô-va. Rất là quan trọng để chúng ta thấy được điều này xảy ra. Amalek là cháu nội của Esau. Chúng ta nhớ Esau là anh của Jacob. Là hình bóng của con người xác thịt. Esau bán quyền trưởng nam của mình với một bát canh. Sau này ông khóc lóc muốn xin trở lại không được. Xác thịt. Muốn có những cái gọi là đáp ứng cho thỏa mãn
cái bụng của mình, cái miệng của mình, cái khẩu vị của mình xác thịt. Con cháu của Esau đã thể hiện ra cái nét của tổ phụ của mình. Và họ đã làm một cái hành động rất là hèn nhát, tấn công ở phía sau những người yếu đuối. Trong khi Giô-suê và những trai tráng đi cự chiến với những Amalek, thì Môi-se, A-rôn và Hu-rơ lên đỉnh đồi với cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Cảm ơn Chúa. Những Amalek là hình bóng của những thế lực chống lại chúng ta từ nơi xác thịt. Những trai tráng của Israel không thể thắng được chúng, chỉ bởi chiến trận thuộc linh và sức toàn năng của Đức Chúa Trời mới có thể giúp cho họ thành công được mà thôi. Điều này nhắc cho chúng ta thấy sức mạnh của sự cầu nguyện. Tôi cảm ơn Chúa vì đời sống cầu nguyện của bà ngoại của tôi, của mẹ của tôi, mà đã giành giật với thế giới tối tăm của rượu chè để cứu đứa cháu của mình trở lại với ý định mà gia đình đã làm trong ý nguyện dân con của mình trong tay của Chúa khi ẵm tôi đến nhà thờ trong lễ dân con. Tôi nghe bà ngoại của tôi trong lúc tôi đang say rượu và thế giới đang quay cuồn cuộn mòng mòng. Chúa ơi, Quỳnh Ngọc Khánh không thể là thằng bỗng rượu được. Nó đã được dâng cho Chúa để làm khí cụ hữu dụng trong nhà của Đức Chúa Trời. Bà cầu nguyện, bà chiến đấu. Cảm ơn Chúa vì bà ngoại của tôi đã dương cao ngọn cờ của Jehovah Nissi trên cuộc đời của tôi mà tôi có được ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Ý nghĩa của danh xưng Nissi này, chúng ta biết nó ra từ gốc chữ trong tiếng Hebrew là chữ Nes, được sử dụng 21 lần ở trong Cựu Ước, có nghĩa là một ngọn cờ, có nghĩa là một dấu hiệu, có nghĩa là một tiêu chuẩn, có nghĩa là một cái cây gậy được cẩn những cái thứ trang sức để nhắc đến một trận chiến nào đó đã diễn ra. Tại sao điều này có ý nghĩa? Nhắc nhở cho chúng ta khi lá cờ được vương cao để triệu tập quân lính cho chiến trận, lòng của họ được phấn chấn khích lệ khi họ nhìn thấy Chúa là đấng đắc thắng cho họ. Đã từng đắc thắng, cây gậy nhắc cho họ cái lẽ thật này. Chính cây gậy này đã giáng 10 tai vạ ở trên xứ Ai Cập, đã rẽ biển đỏ, đã đập vào hòn đá đổ nước ra cho dân sự của Chúa uống. Cây gậy là ngọn cờ đắc thắng của Chúa mang lại sự chiến thắng, và khi nó được nêu cao lên kéo lòng của dân sự của Chúa đến với chính mình Chúa. Dưới ngọn cờ đắc thắng của Chúa, đắc thắng là điều chắc chắn xảy ra. Điều thứ ba, ngọn cờ là đấng cứu chuộc của chúng ta. Đức Chúa Giêsu là ngọn cờ của Đức Chúa Trời, là điểm tập hợp của chúng ta. Ê-sai 49 câu 22 tiên tri trước về sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Chúa là Đức Chúa Va phán: này ta sẽ giá tay trên các nước, dương ngọn cờ cho muôn dân. Bây giờ chúng sẽ bồng các con trai của con trong lòng và các con gái của con trên vai mà đến. Ê-sai 62 câu 10 đến câu 11: Hãy đi qua các cổng, hãy dọn đường cho dân chúng, hãy đắp đường cái, hãy dọn sạch đá, hãy dựng một ngọn cờ cho các dân. Này Đức Giê-hô-va đã rao truyền đến tận cùng cõi đất. Hãy báo cho con gái của Si-ôn rằng: kìa, sự cứu rỗi ngươi đang đến, phần thưởng đi theo ngài và sự ban thưởng đi trước ngài. Đây là những hình ảnh, những ý niệm giới thiệu về Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Và chính Đức Chúa Giêsu, ngài cũng đã xác nhận điều này. Chúng ta nhớ khi con rắn đồng được treo ở trên cây sào, khi dân Israel bị rắn lửa cắn, thì Chúa ngài đã ra lệnh cho Môi-se làm một con rắn bằng đồng rồi để trên một cây sào và dựng lên ở giữa trại quân. Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó thì sẽ không chết. Và việc đó đã xảy ra và nó trở nên một lần nữa hình ảnh của lịch sử. Cây gậy mà Đức Chúa Trời ngài đã định được dương cao lên, và dân sự của Chúa, những ai bị rắn lửa cắn, nhìn lên
con rắn được treo ở giữa trại quân thì không chết. Chính Đức Giê-xu ngài xác nhận ở trong Giăng chương 3 câu 14-15, như Mô-xe treo con rắn lên trong nơi quan mạc thể nào thì con người cũng phải bị treo lên thể ấy, để ai tin đến ngài đều được sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Như cây gậy của Mô-xe năm xưa trong Cựu Ước thì danh Đức Giê-xu cho tín nhân ở trong Tân Ước ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Biểu tượng của thập tự giá nơi Đức Giê-xu chịu chết để đền nợ tội cho chúng ta, ngài chính là điểm tập hợp cho sự cứu rỗi, là ngọn cờ cho chúng ta. Ai kêu cầu đến danh của Chúa được cứu, ai nhìn lên Chúa Giê-xu khi ngài được dâng lên cao, ngài được đưa lên cao, con người phải bị treo lên thể ấy. Sức mạnh đó là đem lại sự cứu rỗi cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay cây gậy của Đức Chúa Trời chính là danh của Đức Giê-xu cho chúng ta. Tôi chứng minh cho anh chị em thấy tại đây danh của Chúa Giê-xu đã đem lại sự giải cứu, đem lại phép lạ trước khi Đức Giê-xu chịu chết trên thập tự giá và mua chuộc chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ chương 18 câu số 20 nhóm nhau lại trong danh Đức Giê-xu. Ma-thi-ơ chương 9 câu số 38-39 các môn đồ nhân danh Đức Giê-xu mà đuổi quỷ. Mác chương 16 câu số 17 kẻ tin hành động trong danh Chúa Giê-xu. Luca chương 10 câu số 17 vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Công vụ chương 3 câu 16 người bại được lành nhờ danh của Đức Giê-xu. Giăng chương 14 câu 13-14 chúng ta có thể cầu xin trong danh Đức Giê-xu. Danh Đức Giê-xu ngọn cờ của Đức Giê-hô-va ở trong Tân Ước của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đức Giê-xu là sự đắc thắng của chúng ta. Ê-sai chương 11 câu số 10 trong ngày đó cội rễ của Giê-xe sẽ đứng lên làm ngọn cờ cho các dân tộc, các nước đều tìm đến Ngài, là nơi ngự của Ngài đầy sẽ đầy vinh quang. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian này chịu chết đền nợ tội thay cho chúng ta. Qua công việc cứu rỗi của Ngài mà chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tha thứ. Bởi danh mà Ngài ban cho và uy quyền mà Ngài đã ủy thác cho chúng ta có thể bày tỏ sự đắc thắng của Chúa luôn luôn. Cảm ơn Chúa. Nên trong thời gian này chúng ta áp dụng những điều này cho đời sống của chúng ta. Tôi xin hỏi anh chị em, trận chiến lớn nào mà anh chị em đang đối diện? Trận chiến khốc liệt nào mà anh chị em đang đối diện? Và trong những ngày qua, anh chị em đã tìm cách và nương cậy vào trong ngọn cờ nào? Khi chúng ta đối diện với những thách thức, khi đối diện với những sự khó khăn, trong những ngày qua chúng ta đã nhờ cậy vào những thứ nào? Xin Chúa cho để chúng ta hoàn chỉnh đức tin của chúng ta, tập trung lại ở trong ơn của Chúa. Chính Chúa là ngọn cờ của chúng ta, danh của Chúa là danh của sự cứu chuộc. Ngài có thể giải cứu chúng ta. Ngài là Jehovah, là ngọn cờ của tôi. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, khi chúng ta đối diện với những sự thách thức ở trong đời sống, có khi nào chúng ta cảm thấy muốn bỏ cuộc không? Nếu có, tôi khuyến khích anh chị em đừng. Hãy để cho Đức Giê-hô-va hướng dẫn chúng ta để không bao giờ bỏ cuộc. Có một sức mạnh của việc chúng ta kiên trì. Chúng ta cứ làm những điều đúng. Để rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm điều mà lời của Chúa hứa với chúng ta rằng chúng ta sẽ đến kỳ thu hoạch. Galati chương 6 câu số 9, chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện. Vì nếu chúng ta không làm, không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Galati chương 6 câu số 9. Hãy chạy đến với Chúa để Đức Giê-hô-va Nissi tiếp sức cho chúng ta để chúng ta chiến thắng. Cảm ơn Chúa. Thi Thiên 60 câu số 4 cho chúng ta thấy trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay. Chúa ban cho người kính sợ Chúa một lá cờ để vì chân lý mà dương nó ra. Chúng ta để ý lại lời tiên tri này của tiên tri trong lời của Chúa rất là quan trọng cho ngày hôm nay. Thế giới đang cần lá cờ mà Chúa Ngài đã ban cho những người kính sợ Chúa. Và chúng ta vì chân lý mà chúng ta phải dương nó ra. Ở trong một cái thế giới mà một trào lưu sống đó là người ta nói rằng định nghĩa của những điều gọi là chân lý hay là sự thật nó tùy vào giải thích
của mỗi người. Anh có lối giải thích của anh, tôi có lối giải thích của tôi. Điều mà quý vị cho đúng và điều tôi cho là đúng, không nhất thiết nó phải giống nhau. Đó là lý do mà chúng ta thấy bây giờ nó cứ lộn xộn lên đó. Đây là một cái triết lý sống rất là nguy hiểm. Chân lý nó phải là chân lý, nó phải đứng vững và nó phải không thay đổi, thì chúng ta thấy cái kết quả nó mới lại là điều tốt đẹp. Tôi nhớ lúc nhỏ rất là có cái đầu óc tò mò, cho nên trên đường đi học về tôi thường hay đứng lại nhìn những người thợ mộc, họ cưa gỗ, họ đóng bàn, đóng ghế. Và nhiều khi tôi đứng say mê nhìn xem họ mà cả tiếng đồng hồ mà không biết. Thì có một điều mà tôi quan sát, tôi thấy đó là ông thợ mộc, ông muốn cắt nhiều miếng gỗ khác nhau, mặc dù nó đụng cùng một kích thước. Thì công việc của ông là ông lấy cái thước ra, ông đo và ông gạch một cái cây viết chì, ông gạch một cái bạc xong, ông cưa cái đó. Rồi ông đẩy cái phần gỗ còn lại, ông lại lấy cái thước đó, ông đo đúng ngay cái kích thước đó và ông lại gạch cái thằng viết chì và ông cưa nó. Hơi suy nghĩ thường của chúng ta, tại sao phải bận rộn và khó khăn trong công việc, mình cứ phải đo nó như vậy. Mình cứ cưa một cây xong rồi mình lấy cái cây đó, mình dạch một cái đường viết chì rồi mình cưa từ đó. Câu trả lời là nếu chúng ta làm như vậy thì cây thứ 10 nó sẽ khác hơn cây số 1 rất là nhiều. Tại vì nó dựa trên cái điều không phải là tiêu chuẩn. Cây thước mới là tiêu chuẩn. Nếu chúng ta dựa trên những cái khúc gỗ khác, dù nó cũng được mới cắt theo một cái tiêu chuẩn đó, thì cái lằn cưa nó già, nó non, nó có thể làm nên sự khác biệt. Cho nên luôn luôn phải trở lại với tiêu chuẩn. Anh chị em, lời của Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn tuyệt đối. Chúng ta chạy theo những cái trào lưu sống ở trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ khổ. Chỉ có dựa trên lời Đức Chúa Trời, đó cuộc đời của chúng ta phải là chân lý của Chúa, không phải là lời giải thích hay là định nghĩa của con người của chúng ta, mà trở lại Đức Chúa Trời. Ngài bảo chúng ta lời của Chúa là chân lý, phải đo với lời của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay cần những con cái của Chúa có lòng kính sợ Chúa, mà Chúa Ngài đã ban cho một lá cờ đó. Anh em có biết là mỗi chúng ta có cái lá cờ Chúa ban cho không? Hãy vì chân lý mà dương nó ra. Xin Chúa cho để cuộc đời của chúng ta, gia đình của chúng ta sẽ nói lên công việc mà Đức Chúa Trời có thể làm. Trở lại với năng đề mà anh chị em có thể đối diện. Có thể trong những ngày qua anh chị em thấy trận chiến nó rất khốc liệt. Anh chị em muốn đầu hàng, muốn bỏ cuộc. Và thôi, mình cầu nguyện cho con cái nhiều ngày quá mà chưa thấy cái gì xảy ra, thôi. Giao cho Chúa đi, khỏi cầu nguyện nữa. Đừng. Hãy chiến đấu. Đừng có mỏi mệt trong những công việc làm lành, anh chị em. Vì đến kỳ chúng ta sẽ gặp. Tôi biết những con người, cũng như kinh nghiệm của cá nhân, chúng ta phải kiên trì chiến đấu. Có những điều giá trị và chúng ta biết nó là giá trị, chúng ta phải đánh trận và chúng ta chiến đấu nó. Dù những người xung quanh và trào lưu sống họ làm như thế nào, chúng ta đừng bỏ, đừng đầu hàng, mà tiếp tục đánh. Cảm ơn Chúa. Có những điều mà Chúa Ngài đã dạy chúng tôi và chúng tôi đã học từ nơi những người đi trước về giá trị của gia đình. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi vì đó mà chiến đấu. Nhiều khi bị đối diện với những sự thách thức, luôn có những người họ đến và nói: mùa xưa thôi giảng chỉ chuyện gia đình, bây giờ mình phải chấp nhận vấn đề gia đình ngày hôm nay nó là cái gia đình hợp lại của con ông, con tôi, rồi con của chúng ta. Bây giờ mục sư cứ giảng về gia đình, mà mục sư nói chỉ có một gia đình thì khó lắm, bởi vì chúng ta phải chuẩn bị cái ngày chúng ta sẽ đón tiếp nhiều cái gia đình như vậy. Đúng, chúng ta mở lòng, chúng ta đón nhận, nhưng mà cái tiêu chuẩn mà Chúa Ngài đã định cho gia đình chúng ta không thể nào hạ thấp xuống. Đeo đuổi, và quan trọng nhất đó là chính đời sống của chúng ta. Những người kính sợ Chúa đã được Chúa Ngài giao cho ngọn cờ. Chúng ta hãy vì chân lý của Chúa, chúng ta giương ngọn cờ này lên.
Cảm ơn Chúa. Giá trị của gia đình. Ước nguyện tôi và nhà tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Anh chị em chẳng những chỉ là trào lưu sống mà có những người mục sư đã từng chỉ trích và nói: ông Khánh tối ngày ông nói về chuyện gia đình coi kìa. Gia đình trị đó trong hội thánh đó là kiểu có con cái của ông ở trong. Sự thật với vấn đề là Chúa ngài ban phước cho chúng nó. Nếu nó không phải là con của tôi cũng sử dụng nó, bởi vì họ được ban phước. Và tấm lòng yêu mến Chúa khi người ta bỏ công việc, các cháu đưa lưng, đưa vai của mình vào để gánh vác công việc. Nó phục vụ Đức Chúa Trời mà tôi giới thiệu cho nó là ông chủ rất là tốt, đấng phán rằng ai trung tín trong việc nhỏ sẽ được giao cho những công việc lớn hơn. Không phải gia đình trị, nhưng mà là Đức Chúa Trời ban phước để ước nguyện như Giô-suê ước nguyện: ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa. Và tôi luôn luôn dương ngọn cờ này, mặc dù khó lắm anh chị em. Khó. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì Đức Giê-hô-va Nissi trong đời sống của tôi, cho nên việc có thể thực hiện được. Anh chị em có những khó khăn khác. Có thể hôn nhân của chúng ta đang gặp nhiều sự khó khăn. Đừng bỏ cuộc. Chiến đấu dương cao ngọn cờ của Giê-hô-va Nissi, bởi vì chúng ta phải thắng. Lý do là bởi vì chúng ta có một đấng đắc thắng hậu thuẫn chúng ta, yểm trợ chúng ta phải thắng. Hôn nhân của chúng ta sẽ hạnh phúc. Và nó là một lời chứng cho con cái chúng ta thế hệ kế tiếp, là cái thế hệ nó đang thất vọng đối với hôn nhân của những người của thế hệ trước. Coi kìa. Vậy thì lập gia đình làm chi? Đi đến hôn nhân làm cái gì? Cứ sống chung với nhau được rồi, mà không hợp thì chia tay. Mỗi người xách một túi đi một hướng, phải đỡ tốn tiền đi ra tòa để ly dị vân vân. Đó là thái độ sống mà chúng ta thấy rằng xã hội đã ảnh hưởng trên con cái của chúng ta. Không, chúng ta đừng để điều đó. Ngọn cờ mà Chúa ngài đã giao ở trong tay của chúng ta cho chúng ta là những người kính sợ Chúa. Hãy vì chân lý của Chúa mà tung cái ngọn cờ đó ra. Amen anh chị em. Để rồi cuối cùng chúng ta có thể nói rằng thật, Chúa là ngọn cờ của tôi. Ở trong cái hoàn cảnh nào mà chúng ta kinh nghiệm ở trong cuộc sống của mình, bởi sự đắc thắng, bởi ơn của Chúa, chúng ta có thể bước vào và chúng ta rằng Chúa là ngọn cờ của tôi mà tôi được như thế này. Chúa là ngọn cờ của đời sống của tôi cho nên tôi được như thế này. Chúa là ngọn cờ của hôn nhân của tôi cho nên tôi kinh nghiệm được một hôn nhân hạnh phúc. Chúa là ngọn cờ của gia đình của tôi cho nên ta và nhà ta đã phụng sự Đức Giê-hô-va. Xin Chúa ngài ban phước. Thi Thiên 60 câu số 4, nếu chúng ta đọc ở trong nguyên bản của Thi Thiên này: Chúa ban cho người kính sợ Chúa một lá cờ để vì chân lý mà dương nó ra. Ngay bên cạnh đó có chữ Sela. Chữ Sela là một dấu ở trong âm nhạc của người Hebrew. Tôi lại dừng lại và suy nghĩ về điều đó. Xin Chúa cho để ngày hôm nay qua sứ điệp này chúng ta sẽ dừng lại và suy nghĩ. Quá khứ của chúng ta đã được Chúa Giê-xu giải quyết xong rồi. Bây giờ từ lúc chúng ta tin Chúa trở đi, công việc của chúng ta là dương ngọn cờ của Chúa lên. Amen anh chị em. Chúng ta nói rằng điều mà Chúa ngài ban cho, tôi sẽ kinh nghiệm được sự đắc thắng bởi vì sự đắc thắng mà Chúa Giê-xu đã giành lại. Cảm ơn Chúa. Trước khi tin Chúa, tôi như vậy, có sự đổ vỡ vân vân. Ở trong hôn nhân, ở trong gia đình, vì thói hư tật xấu, vì những điều xảy ra ở trong đời sống mà cuộc đời của tôi tan nát. Hôn nhân của tôi vì ích kỷ, hai con người ích kỷ sống chung với nhau cho nên không sống chung với nhau được. Và cảm ơn Chúa ngày hôm nay tôi được đổi mới ở trong Chúa và quyết định của tôi đó là gia đình của tôi sẽ sống ở trong hạnh phúc như Chúa ngài đã định. Tôi dương ngọn cờ này lên, nói rằng hồi trước không có Chúa nó tan nát, nhưng bây giờ có Chúa phước hạnh như thế này. Ngọn cờ của Chúa được dương cao ở trong đời sống của chúng ta. Amen anh chị em.
Anh chị em có thể nói với tôi, Chúa là ngọn cờ của tôi không? Cảm ơn Chúa. Chúa là ngọn cờ của tôi. Tôi khuyến khích anh chị em trong thời gian này làm điều mà chúng tôi thường làm, đó là công bố Chúa là ngọn cờ của Quỳnh Quốc Khánh. Để mỗi lần mà tôi đối diện với một trận chiến, khi con cái của tôi đối diện với một trận chiến, khi những người mà tôi hướng dẫn đang đối diện với trận chiến, họ thấy ngọn cờ của Chúa dương cao trên cuộc đời của tôi. Tôi tin cậy là Đức Chúa Trời toàn năng nhắc nhở những điều đã ghi trong sách lưu niệm, bày tỏ công việc của Chúa, dương cao ngọn cờ của Chúa. Trong thời gian này, tôi khuyến khích anh chị em điền tên của mình vào câu mà chúng ta cùng nhau công bố. Đó là Chúa là ngọn cờ của, anh chị em đặt tên của mình vào trong đó. Amen anh chị em. Amen Chúa. Chúng ta cùng đứng lên và chúng ta công bố điều này. Khi tôi nói Chúa là ngọn cờ của, tôi nói tên của tôi, anh chị em nói tên của anh chị em. Amen. Vì điều này phải trở nên của chúng ta. Chúa phải là ngọn cờ của tôi. Nó có kết quả cho của mục sư, của những người khác. Thì có phước hạnh đó, nhưng mà không bằng chính cá nhân của chúng ta công bố Chúa là ngọn cờ của tôi. Đặt tên của anh muốn chị em vào đó. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa, chúng ta cùng nhau công bố Chúa là ngọn cờ của Quỳnh Quốc Khánh. Chúa là ngọn cờ của Quỳnh Quốc Khánh. Chúa là ngọn cờ của VBC Houston. Chúa là ngọn cờ của gia đình của chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Và Ngài sẽ sử dụng chúng ta để dương cao ngọn cờ của Chúa Jehovah Nissi trong mọi hoàn cảnh, để chúng ta kinh nghiệm sự đắc thắng, đem lại sự khích lệ. Chúng ta tập trung người vào để đứng ở dưới ngọn cờ của Chúa, vì dưới ngọn cờ của Chúa chúng ta sẽ luôn luôn đắc thắng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng các anh chị em chúng con, những gia đình, những cuộc đời đang đối diện với những trận chiến lớn, trận chiến của sức khỏe. Giờ này trong danh Đức Chúa Jesus Christ, ở cây gậy của Đức Chúa Trời, ngày hôm nay là danh của Đức Chúa Jesus, ta nói với bệnh tật, các ngươi đang làm việc, hành động ở trong công việc bất hợp pháp. Vì những thân thể của con dân của Chúa đã được chính Đức Chúa Jesus, Ngài đã trả giá thay cho rồi. Cho nên những hoạt động của bệnh tật, những điều bất hợp pháp, ta thực thi chân lý của Đức Chúa Trời và truyền lệnh bệnh tật ra khỏi thân thể của anh chị em chúng ta ngay trong thời giờ này, trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Ngọn cờ của danh Đức Chúa Jesus được bay trên đời sống của các anh chị em. Hãy nhận sự chữa lành từ nơi Chúa và được lành, vì nhân những lần đòn của Ngài, anh chị em đã được lành ở trong Chúa, cho nên hãy được lành. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em là những người đang đối diện với những sự thách thức, những sự khó khăn trong hôn nhân của mình. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tôi cầu nguyện cho anh chị em và công bố Jehovah Nissi phất phới ngọn cờ của Ngài trên hôn nhân của anh chị em. Ngài đã đắc thắng. Ngài đã khiến cho đá còn có thể đổ nước ra được, thì không có một sự khô hạn của những tấm lòng, của những trái tim đã bị khô, đã bị chai đá, mà Đức Chúa Trời không thể thay đổi hoàn cảnh của nó. Ở ngọn lửa của Đức Chúa Trời thiêu đốt kẻ thù của chúng con, và bởi ơn của Ngài Chúa Giáo khiến cho chúng con sống ở trong phước hạnh, trong hạnh phúc, ở trong ơn của Ngài. Và chúng con sẽ dương cao ngọn cờ, những con người, những gia đình, những hôn nhân có Chúa và ở trong Chúa là phước hạnh như thế nào, để thu hút nhiều người đến với Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Cha Giáo, con cầu nguyện cho các anh chị em chúng con đang đối diện với những sự khó khăn về tài chính. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng con dương cao ngọn cờ của Chúa trên đời sống họ và công bố Ngài là Đức Sơva Jire của chúng con, đấng sắm sẵn mọi nhu cầu trong đời sống của chúng con. Chúng con sẽ sống, chúng con sẽ được Chúa Ngài ban phước, để chúng con chẳng những đủ sống, đủ xài, mà còn dư ra để làm đủ mọi thứ việc lành mà Chúa Ngài ban cho chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài. Là Chúa Ngài là Đức Giê-hô-va Shalom của chúng con. Tất cả những điều làm cho chúng con sợ hãi, những điều làm cho chúng con lo lắng, trong danh Đức Chúa Jesus Christ này, chúng con dương cao ngọn cờ của Giê-hô-va Shalom.
ở trên đời sống của anh chị em chúng con. Hãy kinh nghiệm sự bình an, không gì thiếu hụt, không gì gãy đổ, sự bình an Shalom của Đức Chúa Trời trên đời sống của anh chị em. Vì anh chị em đã được Chúa dẫn dắt ban phước trên đời sống của mình, và tất cả đã được thực hiện qua sự chết, chịu chôn và sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Hôm nay anh chị em mang danh Chúa trong đời sống của mình, hãy sống trong sự bình an Chúa ngài ban cho, kinh nghiệm đời sống phong phú phước hạnh để dương cao ngọn cờ làm chứng con dân Chúa là những người được Chúa ban phước như thế nào. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Kể từ ngày anh chị em tin Chúa, Chúa ngài đã đặt ở trên anh chị em một ngọn cờ. Hãy vì chân lý của Chúa mà bay cho thật cao để khích lệ các anh chị em là những người con cái Chúa ở trong niềm tin của chúng ta, để chúng ta dương cao ngọn cờ của Chúa để thu hút những người chưa biết Chúa, để thế nhân biết về Chúa của chúng ta, và chúng ta dương cao ngọn cờ của Chúa cho thế hệ tương lai của chúng ta biết rằng công lý Chúa Trời toàn năng ở giữa chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước trên anh chị em tràn đầy ơn của Chúa. Chúng tôi sẽ nán lại đây và cầu nguyện cho những người có nhu cầu. Hội thánh, Chúa ban phước trên anh chị em tràn đầy ơn của Ngài. Thứ sáu trở lại đây mang theo những người bạn của mình nói tiếng Anh nữa, vì cô Hiếu Rồi sẽ thông dịch cho chúng tôi, thì anh chị em có thể mời bạn bè của mình đến để tham dự buổi lễ Candlelight Service, và chúng ta sẽ thấy những hình bóng rất là tuyệt vời thế nào cuộc đời chúng ta khi được Chúa nghe thắp sáng, chúng ta có thể lan tỏa ra và đem lại ánh sáng cho cả cộng đồng xứ sở của chúng ta. Chúa ban phước trên anh chị em và gặp lại anh chị em trong ơn của Chúa. Shalom.